vừa qua bộ trưởng bộ công thương nguyễn hồng diên đã có cuộc hội đàm trực tuyến với bộ trưởng thương mại du lịch và đầu tư úc dan tehan để trao đổi các nội dung tăng cường hợp tác kinh tế thương mại và công nghiệp giữa việt nam và úc trong khuôn khổ song phương và đa phương thời gian tới Tại buổi điện đàm, hai bộ trưởng nhất trí sẽ phối hợp chặt chẽ và thúc đẩy các bộ ngành liên quan hai nước sớm tháo gỡ khó khăn, rào cản và tạo điều kiện thuận lợi cho quan hệ thương mại và hợp tác công nghiệp, năng lượng phát triển xứng tầm với quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước thời gian tới. Trong từng lĩnh vực cụ thể, hai bộ trưởng nhất trí thúc đẩy cơ quan chức năng hai nước nhanh chóng hoàn tất thủ tục mở cửa thị trường Úc đối với tôm tươi nguyên con và quả chanh leo của Việt Nam, tăng cường hợp tác trong lĩnh vực phòng vệ thương mại, gia tăng nguồn cung các mặt hàng khoáng sản, khí đốt gồm quặng sắt, than, LPG và LNG của Úc cho thị trường Việt Nam, tăng cường hợp tác đầu đầu tư và chia sẻ kinh nghiệm xây dựng cơ chế, chính sách quản lý và phát triển lĩnh vực năng lượng, nhất là năng lượng tái tạo. Nhân dịp này, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên bày tỏ sự quan tâm đến vụ việc doanh nghiệp Úc đăng ký nhãn hiệu gạo trùng với tên hai loại lúa độc quyền của Việt Nam là ST24 và ST25. Bộ trưởng đề nghị cơ quan liên quan phía Úc tham khảo kỹ lưỡng thông tin phía Việt Nam cung cấp và cân nhắc cẩn trọng khi xem xét hồ sơ đăng ký nhãn hiệu nêu trên, qua đó bảo vệ quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp Việt Nam và người tiêu dùng Úc. Bộ trưởng Thương mại, Du lịch và Đầu tư Úc Dan Tehan cũng bày tỏ sự quan tâm và trao đổi một số nội dung hợp tác khác trong khuôn khổ song phương và đa phương như hợp tác thúc đẩy hoàn thiện chiến lược tăng cường hợp tác kinh tế Việt Nam Úc mở cửa thị trường đối với một số mặt hàng nông sản của Úc, tiến trình phê chuẩn hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực RCEP, hợp tác trong khuôn khổ hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTPP và tiến trình cải cách WTO.